Trời ơi, bây giờ hả đang rất là nắng nè, nhưng mà ra tới cây dừa là bắt đầu gió mát hiu hiu nè các anh chị cô chú bác ạ. À, ha, phải tay chào các ông các bà các cô các chú các bác đi con. Phải tay chào tất cả mọi người, cô các bác các cô các chú ha, các ông các bà ơi, ba của khoai tây chị cắt hai trái dừa trên một quầy thử. Hai trái dừa này có hơi bự á. Chờ chút bà khoai tây ra ha. Đây nè, đây bầu tướng của khoai tây hả. À, trên cây dừa cho nó còn dễ một chút. Hay chỉ có hai trái dừa thôi. Ba khoai tây hơi cao cho nên ba khoai tây là khỏi cần khang quá. Ba khoai tây có hai cái giò dài như hai cái cà kheo cho nên là không cần khang. Đứng cái chừng nó nhảy buồn bây giờ anh. Cái gì đó, cái gì trên đó đó, cái cung gì đó anh thấy không? Cây nữa lớn lên cũng có hai cái giò giống như cây cà kheo giống ba hả? Thế sao? Hả? Ba khoai tây. Mà khoai tây ra rồi. Cái gì? Mình đó không có cây dừa. Ba khoai tây thích là hái dừa thử sao? Đó đó, du biết super hút is glaube khó in wir keine Laden haben chứ ha. Anh đừng kéo, để cho anh tự làm tự kéo luôn anh. Anh thích vậy đưa cho anh đi kìm, anh thích vậy. Anh thấy không, ba khoai tây vô một tát rít thịt nha. Abu Basin à Basin ta ta sẽ cố cố sẽ phi lái sẽ quấn từ quấn từ đáy nữa không khúc à, có chân trời nó rớt trúng cái đầu là cái chết đó. Ồ, ba khoai tây hái dừa chuyên nghiệp ghê luôn đó. Kết 5 kg hả? Có thể là 5 kg đó. Hai, rồi, ok. Mình cho chó, bắt tớ khúc sư, khúc sư, khúc sư. Ôi trời ơi, nắng phải tay, nắng phải tay, mình đi vô, mình đi vô, mình đi vô. Nắng trang ông nhỏ rồi luôn hả? Ừ. Vừa trang không em? Xưa á. À tụi em uống rồi, anh Hạnh Thế Phình không uống. Anh Thế Phình. Anh hỏi Trang có chặt vừa để đổ vô. Tưởng đâu là kêu mát cái tay uống vừa không. Chị Trang có cần vừa nữa không? Dạ. Dạ dạ. Dạ đây là hai trái dừa đầu tiên của cái cây dừa đó cho nên là vẫn chưa biết là ngon hay ngọt không anh. À ok. Da da kannst du schneiden? Warte. Nein. À ok, anh nói là anh không dám chặt đâu. Nguy hiểm lắm, tại chưa bao giờ chặt. Dạ, cá hả? Cái cá trong cái bộ ép á. Đấy, lấy dừa này nó sẽ nhiều, ly không đủ. À. Cái lấy cái hình như em thấy cái lấy cái dao đen á anh. Dao đen chặt riết nó bị hư như cái cá rồi. À. Cái nó bén mà nó chặt. Nó bén nhưng mà nó yếu ha. Cái cha. Cá. Khoai tây à, khoai tây kia nhìn cậu tới chặt dừa kia con. À. À. Chung mà cây dừa trồng mấy năm rồi mà dân từ đất về thu hoạch nè. Hai trái đầu tiên nè. Hai trái đầu tiên luôn á, rồi cũng là dân Đức uống luôn á, nhưng mà chắc là má khoai tây uống trước á chứ bà khoai tây uống no. Hết bụng chứ. À, đây nè. Dạ. Chờ, chờ má chút. Chờ cậu tới chút ha. Ngon hả anh? Đâu? Nó còn cứng mà anh. Đó. Ừ. Quá trời nước nè. Trời ơi, nước quá trời luôn. Cái dừa to mà.
trái dừa đầu lòng. Hai trái dừa đầu lòng. Hai trái dừa đầu lòng á hai trái. Dừa đúng nạo luôn. Dừa đúng nạo luôn ha. Ồ ngon ghê luôn á. Trời ơi. Em không mê gì mê dừa đúng nạo. Bây giờ ha. Bây giờ. Đây nè. Khoai tây chờ má. Má khoai tây uống trước nè. Nó không bằng một gốc dừa. Đó. Nó không bằng một gốc dừa của nhà chị Trang. Lạc. Lạc mình đã uống cái dừa ngọt lắm vậy. Tại nó thích rút dừa mà. Nó lạc, lạc. Nó lạc nhưng mà nó vẫn có cảm giác như là tươi mát. Chỉ nó lạc thôi. Thôi. Ok. Đó. Hai trái dừa đầu lòng của nhà ngoại khoai tây đã được á, ba má khoai tây vừa chặt xuống xong uống luôn á. Ok. Chỉ có vậy thôi. Ba khoai tây trải nghiệm thái dừa. Ba khoai tây trải nghiệm thái dừa. Ba khoai tây trải nghiệm thái dừa. Ba khoai tây ôm khoai tây thích không? Khoai tây nói hả là ba hái hai trái dừa đầu lòng hả? Mà má uống không có ngon gì hết trơn phải không con? Giờ khoai tây đã quen với nhà ngoại rồi cho nên là nói cười rộn ràng ghê lắm, không còn ngại ngùng cái gì hết trơn. Lăn lộn à. Hồi hôm khoai tây ngủ hả, xuyên suốt 11 tiếng đồng hồ mà không dậy bú. Không dậy bú luôn. Chứ không, chứ bình thường là dậy còn dậy bú một cử. Dạ. Tại hồi hôm mới lạnh nó hoạt động á anh. Ngủ rồi đã nhiệt ra ngày hôm qua đi trao quá trời qua đất á. Mặc dù vừa đi trao vừa ngủ chứ mà vẫn mệt. Khoai tây ha. Ta. À ba 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 ba. Ta 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 ta. À khoai tây chị á. Ba ba ba. Trời ơi. Áo đầm hả dì Bích mua tặng nè. Trời ơi đẹp dễ sợ luôn. Bận vừa ý đẹp luôn. Xuất sắc. À ba 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 ba. Khoai tây nói sao rồi ba 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 là sao rồi gì thịt dịch ra cho má khoai tây nghe cái. Nói lại coi. Nói lại cho gì thịt nghe lần nữa gì thịt mới dịch được kìa con. Ba ba má má tham ăn quá. Ba ba má má dạ Việt Nam ăn hết đồ ăn cú quan. Ok. Khoai tây tạm biệt các ông bà cô chú bác nha. Chào quá. Bye bye.